Nâng trong ban kéo át vầy con không ấy nhỉ. Tên nên miên nói ao trời tiếng. Nè. Mà nè, cái ấy miên ta ấy. Ôm. Để cho nó chục trứng với với bánh với bột ngọt, nước mắm, dầu. Dạ. Chúc nhiều tiền trứng rồi chị. Rồi để đó đi. Cái này là gạo của Cần Thơ người ta mới gửi cho này nha bà con, 400 kg để cứu trợ cho mấy hộ nghèo, nhưng mà chỉ phát được ở gần gần thôi chứ không có đi phát ở xa được. Một phần là 10 kg gạo với 2 chai nước tương, mà nước tương chưa thấy tới, nhưng mà giờ để tạm thời để đây đi, chừng nào có nước tương người tính. Sáng nay tính đem mớ đồ ăn vô cho cái hộ mà bà ngoại nuôi 3 đứa cháu á, có người bạn ở Sài Gòn gửi tiền ủng hộ đó, thì bây giờ cái này là bột ngọt nè, nước mắm nè, dầu chiên nè, bánh nè, trứng nè, thì dầu nè đó. Thì của anh bạn đã gửi tặng cho bà cụ nuôi mấy đứa cháu á. Thì cái này là tất cả là cũng 100 mấy rồi ta, 120, 130 gì không biết quên nè, với 10 kg gạo. Xin 10 kg nhưng mà tới nay là cho bả được 25 kg với đồ ăn thức uống, với đây nè, hôm qua một gói mì trứng cá gì đó, bữa nay đem thêm vô cho thêm trứng, dầu, nước mắm, bột ngọt, nước tương. Tôi chuẩn bị tôi đi rồi, còn chờ nước tương nữa để phát tiếp cho bà con. Giờ đem vô cho cái nhà cái bà mà nuôi 3 đứa cháu, cho bỏ thêm đợt này nữa rồi ngưng. Thật ra thì hai vợ chồng này sống với hồi cha mẹ tôi còn sống với cha mẹ tôi cũng không được tốt lắm, nhưng mọi chuyện nó qua rồi. Thì bây giờ mình trong cái lúc hoạn nạn này thì thôi bỏ qua cái chuyện đó, rồi mình giúp người ta thì mình giúp, còn cái chuyện cũ thì ta sống sao với mình thì có trời biết thì ta trả, còn mình sống tốt thì tính trước cho anh ta hả. Trong tiết tiết anh bỏ mai anh ở kẹo nè, tiết tiết chăm nó ngay. Nè này nâng ấy, trong tiết anh chút nữa ông trở lại ông cho kẹo. Có kẹo không à, chờ ở đó đi, cái này của anh ta rồi, cái này của anh ta. Ông đứa một cái thôi, đứa một cục thôi, chở đây đi nha. Nếu bọt kia đi đâu hết trơn này, giống que vậy hả? Đi đâu mất hết trơn này. Còn xe để ở nhà. Bóc cho còn ở đây quay đâu hết trơn. Cái nó ơi mấy admin nan ở xe dần đấy, câu hỏi nữa bao nhiêu đó cô tiền hả? Cũng sữa hả? Chứ cái đó là cho ai uống? Cho em hả? Ở đây người ta nuôi gà, gà nó chắc gà đá quá. Này bên nhà hàng xóm rau gì vậy? Rau lan. Ở đây nguyên cái xóm nghèo này ha. Cái xóm này biết rất rành với gia đình tôi. Hồi năm 75, phải 75-76 vậy. Hồi lúc đó là có một cái tivi trắng đen là quý lắm. Để nhà tôi á, ba tôi bắt cái tivi trắng đen, cái Sony, tôi nhớ hình như là 16 inch mà nhỏ xíu. À từ thời ấy lại nhớ không? Đó, rồi đó. Châu mưa hoặc mưa màn của xã ăn đất con mà ơn nè mà ba mà đông nó màn của xã muối phí bay buồn hả? Hả? Trời ơi, anh mau lên tí, anh ấy xua hộ cạ mốc ấy. Đấy, ban cạ vô tôi chặt tôi lên đừng cái niên không. Ăn miếng ấy đấy, còn mà thoát huynh hoang đó. Nó ngọt thì chua mốc kề trắng bán đấy. Màu hồn từ cuốn hộp đấy à, lấy admin từ cuốn hộp ấy ấy miếng nha đó ơi mà bách mớ ngò bà ơi à được chua mốc trẻ xong đi xong nấu cái mà xong từ cuốn nào ấy đó ơi mà bách mà chấm ăn đâu này lấy cái bật chứ này bày kế không? Chén nhẹ miếng này. Tôi có đây là miếng quỳnh luôn. Miếng chiên ngại tiếng đó. Hải nó mi hay bà hải nó sơ bạc kia tặng đông đấy. Đâm nghĩa vậy sai đâm co vô mà ao. Mưa mà của sao cái nó có đấy ôi nó ạt cha sư khang nổ à nó diêm nha ai tụi con ăn uống sao bả ăn uống sao nấu cơm nhà hả tự nấu luôn hả một nhà mày giàu rồi phải không khỏi lấy phải không 1 2 nâng trong ban kéo áp vậy con không ấy nhỉ cho nên miên nói ao trời tiếng nè Mà nè, cái ấy miền ta ở miền ấy bài vô ấy nhưng à năng, cha con miền này có. Mà bữa thá con có ấy, vậy ta có bán ấy, ấy sẽ lâu lao rồi Việt. Anh con cho chua con miền này có. À, ấy tha ấu, con nè có đi. Anh ấy, anh ấy sẽ đã anh mong vậy. Chăm anh đặt hiệu mà áo nó đang khộp quá nhỉ. Mình không ăn đấy. Mà đi. Cô ấy này chăm anh nắng ấy. Chăm anh ta vô kẹo mà ơi. Nè. Này chăm nắng ấy nè. Chở ở đây đi. Tôi lấy kẹo lên cho. À, cô chung kia ngồi chở ở đây nè. Đó, đang cúi nữa. Chúc anh tao teo bia mới ăn thôi ngàn đâu tẹt. Hả? Tặng nó. Ta tao ấy. Đừng. Mom hot teo. Ây da, bạn sửa đi vô, tốn kì khăn nó vô. Ôi. Từ cái lấy ta thưa ấy hai ta mà với nhau rồi ta thưa ấy này không hả ta ấy này ao lượng này tiết chọc ấy nè ôi giờ sao mà nó xin xăm cháy này vô nè nè mà Việt Nam hả mẹ ôn mà Việt Nam mà đã lên chuyện dây này ná chứ nè vô nè mô nông nó mình đã mặc cho mình khoáng này dưỡng bán môn kia anh tích tiết nó ban nè khôi kia nè thấy cái ban khôi anh ấy theo cái nâng khôi nó tao mà lấy cái ban này hả hãy chơi ná chơi ổ ta hả anh ấy dùm đi với nè dùm đi tầng châm nè át tới đi tới át thì lưới. It's a damn lawyer.